khả năng bạn sẽ trở thành nạn nhân bị cá mập tấn công vào ngày nào đó là rất nhỏ, thậm chí có thể nói là nhỏ xíu. Tuy nhiên, vẫn có hàng tá huyền thoại đáng sợ xung quanh những kẻ săn mồi này, mặc dù hầu hết chúng là những quan niệm sai lầm. Thế còn niềm tin rằng cá mập có thể ngửi thấy một giọt máu từ cách xa hàng dặm thì sao? Có thật không? Chà, tôi không muốn khiến bạn phải hồi hộp, vì vậy tôi sẽ nói với bạn ngay lập tức. Câu nói này bị thổi phồng nghiêm trọng. Và trong khi một số loài cá mập có thể xác định được mùi máu từ cách xa 1/4 dặm, thì chúng cũng không ngửi thấy ngay lập tức đâu. Mặc dù ai đó đã nói với tôi rằng mùi của tôi thì có. Buồn cười ghê, được rồi, ai đã viết thế trong kịch bản của tôi vậy? Đúng là cá mập có khứu giác rất phát triển, mạnh hơn hàng trăm lần so với mũi của bạn. Giống như con người, chúng có lỗ mũi nằm bên dưới mõm, nhưng lỗ mũi của chúng được thiết kế đặc biệt để ngửi chứ không phải thở. Vì vậy, có lẽ không có gì lạ khi cá mập có thể phát hiện một lượng nhỏ các chất khác nhau trong nước. Nhưng mặc dù một số con cá mập có thể giải mã mùi tốt hơn những con khác, nhưng không có con cá mập nào có thể ngửi thấy mùi máu của bạn trong nước từ xa hơn 1.000 feet đâu. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn cứa chân vào một hòn đá sắc nhọn khi bơi trong đại dương. Đầu tiên, mùi máu của bạn sẽ phải di chuyển một khoảng cách nhất định đến lỗ mũi của cá mập. Và nó đi nhanh như thế nào sẽ phụ thuộc vào dòng nước. Chúng hoạt động càng mạnh, mùi sẽ đến với kẻ săn mồi càng nhanh. Và sau đó cá mập sẽ phải giải mã mùi và thấy nó đủ hấp dẫn để phản ứng. Và cuối cùng nó sẽ cần chút thời gian để tiếp cận bạn. Vì vậy, bạn có thể thư giãn. Bạn sẽ có đủ thời gian để quay lại với vòng tay an toàn của bãi biển và kịp dán băng cứu thương lên vết cứa. Và có thể là một ly piña colada nữa. Nhân tiện, ít người biết rằng cá mập không thích bắt con người. Hầu hết chúng rất khắt khe với chế độ ăn uống của mình. Ví dụ, cá mập chanh có thể ngửi thấy một giọt máu nhỏ trong nước từ khoảng cách khá xa, không ăn món thịt người nào trong thực đơn của nó. Động vật thân mềm và cá nhiều xương, vui mừng. Đôi lúc đó là một con chim biển hoặc một con cá mập nhỏ hơn. Tại sao không? Một con người? Ồ không, cảm ơn. Nhân tiện, bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cá mập trong tự nhiên hoặc trong một bể cá chưa? Nếu vậy, hãy viết về những trải nghiệm của bạn trong phần bình luận dưới đây. Dù sao, đó chỉ là một trong nhiều huyền thoại xung quanh kẻ săn mồi chết người này. Hãy tháo nắp hoặc xác nhận một vài bí ẩn nữa nhé. Có một lầm tưởng rằng cá mập cố tình săn lùng con người, nhưng hầu hết các cuộc tấn công của cá mập xảy ra bởi vì những kẻ săn mồi này nhầm người đang bơi với con mồi thông thường của chúng như hải cẩu hoặc sư tử biển. Một lý do khác khiến cá mập có thể tấn công là bản tính tò mò của nó. Loài săn mồi này có xu hướng cắn mọi thứ để tìm hiểu xem chúng là một bữa ăn phù hợp hay không, như điều con người vẫn làm tại tiệc buffet vậy. Có ý kiến rằng một khi một con cá mập ngừng bơi, nó sẽ chết. Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ đúng một phần mà thôi. Trước hết, điều quan trọng là phải hiểu cá mập thở như thế nào. Trên thực tế, chúng có thể làm điều đó theo hai cách: thở đường miệng và mang thông gió. Trong khi sử dụng phương pháp đầu tiên, cá mập kéo nước vào miệng với sự trợ giúp của cơ má và sau đó trục xuất nó qua mang. Và phương pháp này cho phép loài thú săn mồi này nằm dưới đáy biển mà không cần di chuyển. Nhưng nếu cá mập sử dụng hệ thống thông gió mang, chúng phải tiếp tục di chuyển để nước di chuyển qua mang. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người tin rằng nếu không bơi liên tục, cá mập sẽ không nhận được oxy cần thiết cho sự sống. Nhưng điều đáng chú ý là chỉ có khoảng 20 loài cá mập trong số hơn 400 loài chỉ sử dụng duy nhất đường gió mang. Và việc một loài cá mập không thể thở được nếu có thứ gì đó ngăn chúng di chuyển là thực sự đúng. Nhưng loài còn lại sử dụng cả phương pháp thở qua mang hoặc phương pháp thở đường miệng và có thể dễ dàng nghỉ ngơi dưới đáy biển. Bạn đã bao giờ nghe nói về những con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước và hất văng ai đó ra khỏi thuyền chưa? Nếu bạn tin huyền thoại này, có lẽ bạn đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi. Một số loài cá mập, chẳng hạn như cá mập trắng lớn, thực sự có khả năng nhảy cao hơn 2,4 mét lên không trung để bắt con mồi. Ví dụ như hải cẩu và chim. Nhưng trừ phi bạn ở Nam Phi, bạn sẽ gặp khó khăn khi cố gắng tìm những con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước đấy. Người ta nói, nếu một con cá mập đang tiến về phía bạn, hãy trốn giữa những con sứa. Chà, nếu bạn muốn lãng phí thời gian và làm tổn thương chính mình, cứ tiếp tục làm. Nhưng sự thật là những con cá mập có lớp da rất dày và chúng sẽ thấy vết sứa đốt không hơn vết cù là mấy. Phải thừa nhận rằng, những kẻ săn mồi này có đôi mắt khá dễ bị tổn thương, nhưng cá mập có thể bảo vệ chúng bằng cách che bằng màng đặc biệt. Mặt khác, bạn sẽ trở thành nạn nhân của những vết sứa chích cực kỳ đau đớn và thường có nọc độc. Vậy đừng làm như Dory. Ú, lộ phim rồi, xin lỗi nha. Có một quan niệm sai lầm phổ biến khác rằng tất cả cá mập là thú săn mồi.
ví dụ cá mập voi khổng lồ và do đó đáng sợ. Trên thực tế là một gã khổng lồ thân thiện và nó lọc sinh vật phù du qua màng biến đổi để ăn. Và cá mập y tá sống ở dưới đáy thì lại ăn dạng hút. Nó có chế độ ăn uống chủ yếu là nhím biển, tôm hùm và cá đuối gai độc nhỏ. Để đưa ra giả định rằng nếu chưa ai bị cá mập tấn công ở vùng này thì có nghĩa ở đây không có cá mập là một ý tưởng không hay. Cá mập sống ở tất cả các đại dương trên thế giới, cả ở vùng nước ven biển và biển sâu. Hơn nữa, thậm chí người ta còn tìm thấy một số con cá mập trong hồ và sông với nước ngọt. Vì vậy, nếu bạn không nhìn thấy một con cá mập, có khi chỉ đơn giản là nó không thích bạn thôi. Nếu tôi yêu cầu bạn mô tả một con cá mập, có lẽ bạn sẽ kể cho tôi nghe về những con vật to lớn với một vài hàm răng sắc nhọn. Nhưng trong thực tế, cá mập có đủ kích cỡ và hình dạng. Trong số hơn 400 loài, có cả những loài nhỏ bé như cá chó nước sâu dài 20cm và những người khổng lồ ấn tượng, chẳng hạn như cá mập voi dài hơn 12m. Ví dụ cá nhám phơi nắng có những chiếc răng nhỏ thậm chí không dùng trong quá trình kiếm ăn. Và cá mập sừng có vài chiếc răng trông giống như răng hàm. Kẻ săn mồi sử dụng chúng để nghiền nát con mồi có vỏ cứng. Mặc dù chúng nổi tiếng là những con quái vật tàn nhẫn và không biết sợ, bạn có thể nhìn chằm chằm vào một con cá mập hoặc đe dọa nó. Nếu bạn đang ở dưới nước và ở đó không có cách nào để trốn thoát nhanh chóng, hãy bắt đầu la hét, thể hiện sự hung dữ, bơi về phía cá mập và giao tiếp bằng mắt. Vấn đề là hầu hết nạn nhân của các cuộc tấn công của cá mập đều bị tổn thương vì họ không nhìn thấy kẻ săn mồi trước khi nó lao tới. Nhưng một khi bạn nhận thấy một con cá mập, điều duy nhất bạn nên lo lắng là phản ứng của bạn. Đừng hoảng sợ và cố gắng giữ bình tĩnh, hoặc chỉ con cá mập ra bắt anh chàng đang bơi ở đằng kia, nó có thể hiểu đấy. Cá mập chủ yếu hay lượn lờ gần mặt nước. Nếu bạn nghe câu nói này, bạn nên nhớ đây hoàn toàn là một quan niệm sai lầm. Nó có lẽ tồn tại nhờ hình ảnh dập khuôn của vây cá mập chia lên mặt nước. Hầu hết cá mập thường không ở gần bề mặt, chúng thích ẩn nấp ở độ sâu nơi có nhiều thức ăn hơn. Có một ý kiến cho rằng cá mập không thể cắn con mồi nếu con mồi không nằm cùng phía với nó. Nhưng không phải vậy, cá mập có thể tấn công và cắn từ mọi góc độ. Giống như tôi vậy. Mấy ông ơi, thật đấy, ai đang lấy kịch bản ra giỡn vậy? Nếu bạn nghe ai đó nói rằng cá mập sống hàng ngàn năm, hãy nhớ rằng đó cũng là một huyền thoại. Tuổi thọ trung bình của cá mập thường không quá 70 năm. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Cá mập Greenland có tuổi thọ dài nhất trong số tất cả các loài động vật có xương sống. Loài vật này đạt đến con số 300 đến 500 tuổi đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học tin rằng nhiệt độ thấp nơi loài cá này sống cùng với kích thước to lớn của chúng mang lại cho loài động vật này sự trao đổi chất cực kỳ chậm. Và điều này làm cho chúng già đi chậm hơn. Cá mập không có lưỡi. Mặc dù những gì một số bộ phim có thể cho bạn thấy là chúng có. Mặt khác, chúng có một thứ gì đó trông tương tự như lưỡi người. Nhưng cơ quan này được gọi là Basidiol. Nó chỉ là phần trước của sụn đi từ ngực cá mập đến miệng của nó. Hơn nữa, thay vì tham gia vào quá trình ăn uống, cơ quan này là cần thiết để hỗ trợ một phần bộ xương của nó. Lại một quan niệm sai lầm rất phổ biến khác, cảm ơn các nhà làm phim nhé. Rằng cá mập có thể bơi lùi, chẳng hạn lùi ra khỏi bẫy. Trong thực tế, đây là điều viển vông nhất có thể. Cá mập không và không thể bơi ngược lại. Đuôi của chúng như bàn đẩy và vây ngực của chúng giúp giữ thăng bằng và xoay. Do đó về mặt giải phẫu, những kẻ săn mồi không thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào khác ngoài phía trước. Tóm lại, hãy nằm lòng những lời khuyên tuyệt vời từ những chú cá mập và tiếp tục tiến lên về phía trước. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và ở lại với Soi Sáng nhé.